Có 3 cách để trị sạm nám tàn nhang tại nhà mà ít tốn kém nhất. Thứ nhất là dùng lá trầu không. Trong lá trầu không có rất nhiều dưỡng chất quan trọng giúp cho da của chúng ta, ngăn ngừa hắc tố melanin, giúp sản sinh collagen cho da và giúp da chúng ta đều màu hơn. Bằng cách là chúng ta sử dụng một nắm lá trầu không cộng với một ít muối đun sôi, sau đó xoay nhuyễn lá trầu và tạo thành, nấu lại một lần nữa, tạo thành một cái hỗn hợp, thoa lên da mặt từ 10 đến 15 phút, một tuần 2 đến 3 lần, chúng ta sẽ cảm nhận được một làn da trắng sáng mịn màng và mờ nám tàn nhang. Thứ hai là quả cà chua. Trong cà chua có chất lycopene và rất nhiều cái vitamin sẽ giúp cho da của bạn cải thiện tình trạng sạm nám bằng cách xoay hai quả cà chua cộng với một thìa mật ong, tạo thành một hỗn hợp, thoa lên da mặt khoảng 10 đến 15 phút mỗi ngày. Và sau 2 tuần chúng ta sẽ cảm nhận được một làn da trắng sáng mềm mịn. Thứ ba là mật ong. Mật ong được xem là thần dược.